Bạn hãy ứng dụng câu chuyện này vào bản thân mình. Nếu bạn là một nhà giới thiệu một dịch vụ nào đó, bạn là một nhà tư vấn một sản phẩm nào đó, và bạn đã trải qua cái giai đoạn mà bạn rất là sợ hãi, ngại ngần, lo lắng khi đi gặp khách hàng không? Nếu có, thì bây giờ bạn đã biết chỉ là tiềm thức của bạn đang bảo vệ bạn mà thôi. Với những chức năng của nó, ví dụ như là chức năng thói quen, bạn vốn dĩ vẫn hay ngồi ở văn phòng, vẫn hay gọi điện để chốt được đơn hàng, và bây giờ bạn phải lao ra ngoài để đi gặp những khách hàng đó để chốt đơn hàng. Đấy là cái ngại thứ nhất. Tiềm thức với cái chức năng hoạt động theo thói quen, nó không muốn như vậy, và nó sẽ đặt ra những câu hỏi như là câu hỏi bạn thể dục buổi sáng vậy. Mục đích giữ bạn ở dịt lại văn phòng, hành động theo cái thói quen, làm việc theo cái thói quen mà bạn vẫn làm việc. Đấy là chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ hai, bạn ngồi ở văn phòng thì sẽ ít tốn năng lượng hơn nhiều với việc là bạn phải lao ra ngoài hàng chục cây số, hàng trăm cây số. Đấy là cái chức năng gì? Vận hành theo nguyên tắc ít tốn năng lượng nhất. Chức năng thứ ba nữa là gì? Chức năng là gì? Bảo vệ và vận hành cơ thể bạn. Chức năng này bảo vệ gì? Có hai thứ bảo vệ. Bảo vệ bạn khỏi tổn thương và sát thương. Bảo vệ bạn khỏi ít tốn năng lượng nhất. Trong trường hợp bạn là nhà tư vấn sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thì chức năng bảo vệ này là bảo vệ khỏi gì? Tổn thương. Tổn thương gì trong này? Tổn thương danh dự của bạn. Bởi vì tiềm thức nó hiểu rằng bạn chưa có nhiều kỹ năng về tư vấn, bạn chưa có nhiều bản lĩnh hay là khả năng về xử lý từ chối, hay là khả năng có thể gây ảnh hưởng chốt được đơn hàng. Cho nên tiềm thức lên tiếng ngại ngần với bạn. Bởi vậy, những cái truyền tải đó nó khiến bạn sợ hãi, khiến bạn ngại ngần, khiến bạn không muốn ra ngoài, và bạn bắt đầu tìm những lý do, tìm những lý do để quên đi cái cuộc hẹn này hay cái cuộc tư vấn mà bạn phải lao ra ngoài này. Và có biết bao nhiêu người đang có cái nỗi sợ hãi như vậy, đang có nỗi ngại ngần như vậy mà không hiểu được đấy là những cái chức năng vận động, hoạt động của tiềm thức bên trong mình. Chỉ khi nào chúng ta có thể hiểu rõ được ý thức và tiềm thức, mỗi bộ phận có chức năng vận hành ra sao và cái cách nào để nói chuyện với tiềm thức, thì chúng ta mới có thể gì? Hợp nhất được giữa ý thức và tiềm thức, biến chúng thành sức mạnh của chúng ta. Ví dụ, tiềm thức sợ hãi thì bạn nghĩ chỉ đơn giản là tiềm thức muốn cái kế hoạch này rõ ràng nó có kết quả hay không. Và để có kết quả thì bạn phải chắc chắn rằng bạn đủ các cái kỹ năng xử lý từ chối, cái kỹ năng gây ảnh hưởng, cái kỹ năng giải quyết vấn đề cho người khác. Đấy là toàn bộ những kỹ năng có thể mở được trái tim khách hàng, và khách hàng sẽ đồng ý sử dụng sản phẩm của bạn. Bởi vì cái mà bạn cho đi lớn hơn gấp nhiều lần cái thứ mà khách hàng sẽ mua của bạn, sử dụng của bạn. Và nếu tiềm thức biết chắc chắn rằng như cái cuộc ký hợp đồng của vị khách hàng 300 triệu đó, biết chắc chắn rằng đến nơi là ký được hợp đồng, thì tiềm thức sẽ phấn khởi thúc đẩy bạn hành động ngay lập tức, ủng hộ bạn ngay lập tức. Còn tiềm thức rất tinh, tiềm thức biết mọi thứ, bởi vì tiềm thức là quyền năng vô hạn. Tiềm thức rằng lục lọi tất cả những nguồn lực, những giải pháp để giúp bạn thành công. Nhưng khi nó biết bạn chưa đủ những kỹ năng, những khả năng như vậy, thì tiềm thức bắt đầu lên tiếng để bảo vệ bạn mà thôi. Thứ hai, cái cách nói chuyện với tiềm thức đầu tiên là phải gì? Rõ ràng. Bạn muốn làm bất cứ việc gì và muốn có kết quả thì phải cho tiềm thức các cái kế hoạch rõ ràng. Và chắc chắn rằng cái kế hoạch đó giúp bạn hoàn thành được mục tiêu, đạt được kết quả như bạn mong muốn. Thì tiềm thức sẽ truyền cho bạn những năng lượng để bạn vui vẻ, bạn mạnh mẽ, bạn hành động. Thứ hai, bạn ra một mục tiêu, bạn muốn một kết quả, nó phải dựa trên tính thiết thân. Nghĩa là vì sao cái kết quả này, vì sao cái mục tiêu này lại trở nên quan trọng với bạn. Và nếu bạn trả lời được câu hỏi: tôi ra kết quả này, tôi ra mục tiêu này là bởi vì gia đình tôi đang cần cái kết quả này. Gia đình tôi đang trông đợi vào tôi cái kết quả này. Mà nếu không đạt được kết quả này thì gia đình tôi sẽ lâm vào một hoàn cảnh nào đó nó rất là tiêu cực. Nên tôi sẽ phải hoàn thành được mục tiêu này. Đấy là một tính thiết thân rất quan trọng. Thứ hai, tôi phải đặt ra mục tiêu này, tôi phải hoàn thành kế hoạch này bởi vì đây là sự sống còn trong nghề nghiệp của tôi.
Bởi vì đây là tương lai của tôi. Nếu không thì toàn bộ hệ thống của tôi, doanh nghiệp của tôi, nhân viên của tôi, họ sẽ nhìn vào và họ sẽ không tin. Và như vậy thì sự nghiệp tôi, doanh nghiệp tôi có khả năng bị sụp đổ và phá sản. Bởi vậy tôi nhất định phải hoàn thành kế hoạch này, mục tiêu này. Thì cái tính thiết thân này nó sẽ tạo động lực rất mạnh. Tiềm thức sẽ hưởng ứng rất mạnh cái tính thiết thân này để bảo vệ chúng ta, để tạo cho chúng ta, huy động cho chúng ta tất cả những nguồn lực để chúng ta hoàn thành những kết quả, những mục tiêu này. Còn nếu như một ai đó khi đặt ra mục tiêu và hỏi vì sao mục tiêu này, vì sao kết quả này lại trở nên quan trọng với bạn, nếu bạn không đạt được mục tiêu này thì sao, thì có thể có những người sẽ hỏi rằng không sao cả, bởi vì tôi cũng sẽ có những nguồn thu khác ở đây đó, ở kia. Vậy thì tôi có thể nói ngay với các bạn rằng những người mà có cái phần trả lời như vậy rất khó để đạt kết quả hay rất khó để hoàn thành mục tiêu. Bởi vì cái tính động lực nó không đủ lớn để tiềm thức hiểu rằng cái gì quan trọng hơn cái gì và nó sẵn sàng vượt qua. Bởi vì tiềm thức luôn luôn, tiềm thức biết mọi thứ. Nếu như nó biết rằng nếu không đạt kết quả này thì nó vẫn còn cái khoản thu ở phía bên kia, thì nó sẽ không mạnh mẽ dốc toàn tâm toàn lực để giúp chúng ta đạt được kết quả đâu. Bởi vì như các bạn đã biết, cái nguyên lý hoạt động số 20 là gì? Tiềm thức hoạt động trên nguyên tắc là ít nỗ lực nhất. Vì sao nó lại ít nỗ lực nhất? Là bởi vì nó biết rằng nếu không hoàn thành kế hoạch này, mục tiêu này, thì nó vẫn có cái khoản thu nhập ở đâu đó để hỗ trợ vào. Vì thế, cái tính gì? Cái tính quyết liệt, cái tính ý chí, cái tính kiên trì để đạp bằng mọi cái thách thức, nó sẽ không trở nên gì 100%. Và như vậy, ở module này tôi đã giúp các bạn hiểu được các chức năng vận hành cũng như là quyền năng, vị trí, vai trò, trách nhiệm của ý thức và tiềm thức ở trong ta, cũng như cái cách thức mà chúng ta có thể nói chuyện được với tiềm thức, vận hành được sức mạnh của tiềm thức trong chúng ta để hợp nhất giữa ý thức và tiềm thức biến thành sức mạnh để giúp chúng ta có năng lượng, có sức mạnh, có ý chí để hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà chúng ta đã đặt ra. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục được tham khảo thêm những phần tiềm thức này ở những phần tài liệu tham khảo. Xin chúc mừng các bạn đã hiểu rõ, hiểu thấu bản thân bên trong mình, để từ nay các bạn có thể vận dụng sức mạnh của ý thức và tiềm thức vào hoàn thành những mục tiêu của cuộc đời bạn.